Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Xoay Bít số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 140, Ta Ăn Mắt Quỷ. Tôi biết ba người bọn hắn cũng chưa chết, chính là lão tổ nói cho tôi nghe. Hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Không được, mắt quỷ ta đưa cho người, người đừng giết bọn họ. Tôi biết lão tổ chờ đợi câu nói này của tôi. Hắn là người thông minh, hắn đương nhiên biết tôi sẽ không dễ dàng đưa hắn mắt quỷ. Vì lẽ đó giết gà dọa khỉ, trước tiên đem bạn bè của tôi ra đánh cho gần chết, cứ như vậy chính tôi sẽ ngoan ngoãn giao ra mắt quỷ. Lúc nói chuyện, tôi từ trong túi móc ra mắt quỷ. Lão tổ phát ra một tiếng cười, hắn nói: "Tiểu tử này rất là thông minh." Dứt lời, lão tổ liền đi về phía tôi. Tôi mau mau nắm mắt quỷ lại, nói: "Có thể thả Cát Ngọc ra không?" Lão tổ sững sờ hỏi: "Cát Ngọc là ai?" Tôi nhìn về phía chú quỷ. Lão tổ cũng theo ánh mắt của tôi nhìn về phía quỷ thúc. Hắn vội vội vàng vàng từ trong lồng ngực lại lấy ra một cái lọ, thận trọng nói: "Lão tổ, ta bắt nữ quỷ này cũng là muốn giúp ngài đạt được mắt quỷ mà thôi." Có thể thấy quỷ thúc cũng sợ lão tổ phát ra uy lực. Lão tổ vung tay lên, cái bình thủy tinh kia giống như bị nam châm hút, trong nháy mắt bị hút tới trong tay lão tổ. "Đây, trả lại cho ngươi." Lão tổ ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp đem bình thủy tinh ném cho tôi. Tôi mở nắp bình ra, thân ảnh của Cát Ngọc xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi ôm lấy Cát Ngọc, đột nhiên cảm thấy trong nhân sinh có rất nhiều chuyện kỳ thực đều là phù vân, đều không có ý nghĩa gì. Duy nhất có ý nghĩa đó là sống. Nói sâu hơn một chút thì đó chính là vui vẻ mà sống. Cát Ngọc chui đầu vào trong ngực tôi, nhịp đập của tim tôi một lần nữa trở về. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình. Không sai, đây tuyệt đối là Cát Ngọc. Loại cảm giác này ai cũng không thể cải trang thành. "Cho ngươi." Lúc nói chuyện, tôi giơ bàn tay giơ ra. Lão tổ hướng về phía tôi đi tới, bỗng nhiên nhị già cắn răng một cái, vung nửa đoạn loan đao trong tay chém đứt cánh tay trái của chính mình. Cánh tay trái bị chặt đứt trong nháy mắt, cánh tay trái như là vật sống từ trên mặt đất bay lên trời, bỗng nhiên bay đến, đột nhiên tóm lấy mắt quỷ. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Lão tổ tựa hồ cũng không nghĩ đến đánh nhị gia gần chết rồi lại vẫn có thể ném tới một cái cánh tay như thế. Cánh tay trái kia trong nháy mắt ở trên không trung nắm lấy mắt quỷ, căn bản không dừng lại, trực tiếp bay về phía miệng của tôi. Đùng một cái, một cái tát vào trên môi của tôi. Tôi chỉ cảm thấy yết hầu trong nháy mắt bị thứ gì đó ngăn chặn, không khỏi dùng sức nuốt luôn. Rầm một tiếng, mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng. Nhị gia nằm dưới đất căn răng nói: "À bố, sống hay chết đầy xem vận mệnh của ngươi rồi." Mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng, tôi trợn to mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu sắp muốn vỡ vụn ra rồi. Tôi ôm đầu đau đớn nằm trên mặt đất. Lão tổ kinh hãi trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh tôi, bắt lấy hai chân của tôi rồi khiến tôi như trồng cây chuối, để cho tôi không ngừng đảo lộn, vật bên trong dạ dày đều phun ra. Nhưng mắt quỷ thì lại không thấy tung tích. Tôi che hai mắt, đau đớn, cả người co giật. Tôi chỉ cảm thấy khóe mắt không ngừng chảy nước mắt, lấy tay sờ vào trong, thấy nhão và dính dính, không biết rằng nước mắt hay còn là máu. Lão tổ ném tôi, tức giận đi về phía nhị gia. Trên người tôi đến tột cùng xảy ra sự biến hóa gì tôi cũng không biết. Nhưng tôi hét lớn một tiếng: "Lão tổ, không nên động thủ. Mắt quỷ ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi đả bụng ta lên cũng được, đừng giết nhị gia bọn họ." Tôi thận trọng mở mắt ra, chính tôi cũng có thể cảm nhận được trong hai mắt của tôi tựa hồ có ánh sáng phát ra. Nhị gia nằm trên mặt đất cười nói: "Ha ha, tạo hóa đấy, đây chính là tạo hóa, lão phù chết cũng không tiếc." Lão tổ hướng về phía tôi đi tới. Cho đến giờ phút này,
tôi mới nhìn rõ tướng mạo lão tổ. Vừa nãy tuy nói ánh trăng sáng, nhưng mặt của hắn giống như là một hố đen, căn bản không thấy rõ dáng dấp của hắn. Giờ khắc này trong nháy mắt thấy rõ tướng mạo của hắn, tôi sợ hết hồn. Người lão tổ này, nửa bên mặt trái của hắn bị lửa thiêu tràn đầy vết sẹo, cảm giác giống như là gương mặt sau khi bị tạt axit, rất là kinh khủng. Lão tổ đứng ở trước mặt tôi, còn cao hơn tôi một chút. Hắn nói: "Về thu dọn đồ đạc đi, chờ ta hết bận sẽ đi tìm ngươi." Lục lão tổ nói chuyện, bờ môi của hắn căn bản không động đậy, có thể là tiếng nói phát ra từ trong bụng. Còn là chuyện gì xảy ra tôi cũng không rõ lắm. Còn mắt của hắn trực tiếp nhìn tôi chằm chằm, rất là khiếp sợ. Nói xong, lão tổ hướng về phía ba người nhị gia khinh thường liếc mắt, xoay người rời đi. Hắn đi trên mặt đất, dẫm ra một chuỗi vết chân. Chu Quỷ cũng theo lão tổ rời đi. Tôi biết, bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của tôi giờ móc nối với lão tổ. Thực lực của hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng nổi. Nhị gia, Chu Trung Niên, Bác Hải, ba người bọn họ căn bản không thể ra nổi một đòn trước mặt lão tổ. Cũng chính bởi vì điểm này, tôi trực tiếp từ bỏ việc chống lại. Lão tổ muốn giết tôi, một ngón tay là đủ rồi. Tôi mau mau đỡ nhị gia lên. Hắn nói: "Mau giúp ta đem cái tay đứt về, may mắn thì còn có thể nối liền." Tôi cùng Bác Hải, hai người coi như là thương thế nhẹ nhất. Chúng tôi vội vàng đem nhị gia cùng Chú Trung Niên nhấc lên xe hơi. Tôi tăng tốc lái về phía bệnh viện. Ở trên đường, Chú Trung Niên vẫn nằm trong trạng thái hôn mê. Cho đến giờ phút này tôi mới tin bốn bức ảnh tiên đoán cái chết kia coi như là thực hiện toàn bộ. Chú Trung Niên không phải bị hại chết ở rãnh nước bẩn, mà là sau khi bị người ta giết chết mới đem đến rãnh nước bẩn. Cho nên kết cục chính là hắn chết bên trong rãnh nước bẩn. Lúc đến bệnh viện, trước tiên cho nhị gia làm giải phẫu, sau đó lại cho Chú Trung Niên nối xương. Bác Hải, Cát Ngọc, ba người chúng tôi ngồi ở ngoài ghế trước phòng phẫu thuật, lo lắng không nguôi. Tôi nói: "Lão tổ kia, người biết à?" Bác Hải gật đầu, cắn răng nói: "Hóa thành cho, ta cũng nhận ra kìa." "Lão tổ kia là ai? Có quan hệ gì với ngươi?" Bác Hải nói: "Lão tổ là sư thúc của ta. Sư phụ của ta chính là do hắn giết chết. Không nghĩ tới việc sư đệ của ta lại đi theo hắn. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc sống." Vừa nghe Bác Hải nói lão tổ là sư thúc của hắn, trong lòng tôi cả kinh. Trong lòng tự nhủ, sư phụ Bác Hải lẽ ra có thể giết chết hắn, không nghĩ tới sư phụ Bác Hải cũng đã bị chết trong tay lão tổ. Chờ chút, không đúng vậy. Bác Hải 50, 60 tuổi rồi, sư phụ của hắn cùng sư thúc nói thế nào cũng phải 70, 80 tuổi trở lên. Có thể nửa bên mặt lão tổ tuy rằng từng bị lửa thiêu, nhưng nửa bên mặt còn lại thì còn rất tốt. Tôi xem tướng mạo của lão tổ nhiều lắm cũng chỉ 30 tuổi mà thôi. Lão tổ bao nhiêu tuổi rồi? Bác Hải nghiêng đầu nhìn tôi một cái, nói: "Không biết nữa. Con trai của ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đã có bộ dạng kia rồi." Thân thể của tôi ầm ầm chấn động, trong lòng tự nhủ: "Lão tổ này vẫn là người sao? Lão tổ có bản lĩnh gì?" Tôi lại hỏi. Bác Hải lắc đầu nói: "Không rõ ràng. Sư huynh đệ chúng ta có hai người, bản lĩnh học được không phải bằng một phần bởi bản lĩnh của sư phụ, sư thúc. Bọn họ dạy cho hai ta chỉ là một chút gia lông. Ta học châm cứu, kỳ thực ước nguyện ban đầu là vì cứu người. Nếu mỗi lần ta cứu người, sư đệ của ta lại muốn giết một người. Sau đó bất đắc dĩ, ta mới trốn đi." Về phần ân oán của Bác Hải với Chú Quỷ, tôi sớm đã biết. Không nghĩ tới Chú Quỷ lại là loại người như thế, bụng dạ hẹp hòi. Hắn để chứng minh mình mạnh hơn so với sư huynh, liền giết người khắp nơi để chứng minh bản thân. Đến cuối cùng còn muốn tự tay giết chết sư huynh của chính mình. Lòng ghen tị, hại chết người ta. Phật giáo từng nói, tham sân si là một trong tam đại kỵ. Tôi trầm mặc, lấy bản lĩnh của Bác Hải, có thể phất tay, dùng ngân châm phong huyệt đạo của tôi,
vẹn vẹn chỉ là bản lĩnh này còn chưa bằng 1/10 lão tổ. Nếu như lão tổ muốn giết tôi, quả nhiên là 100 loại cách chết, đủ loại cho tôi lựa chọn. À bố, Cát Ngọc nỉ non một câu tên của tôi, muốn nói cái gì cũng không nói ra, chỉ là nhào tới trong ngực của tôi khóc lớn. Mắt quỷ, từ đầu tới đuôi đều là mắt quỷ. Từ ngày đầu tiên là chuyến xe buýt số 14 cũng là có người đứng sau giở trò để lấy được mắt quỷ, cho tới bây giờ rốt cuộc cũng tìm được người đứng ở phía sau. Có thể tìm được thì sao? Lấy bản lĩnh của tôi đối kháng với lão tổ, không nghi ngờ gì chính là lấy trứng chọi đá. Tôi căn bản không thể dính tới. Tôi hai tay ôm đầu muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tôi giống như con ếch bị nắm lấy cái chân sau, ném qua ném lại, là ai cũng đều có thể trừng trị tôi. Cát Ngọc ôm đầu của tôi, để đầu của tôi vùi trong ngực của mình, vuốt ve sau gáy của tôi, ôn nhu nói: "À bố, em sẽ vẫn bên cạnh anh." Tôi gật gật đầu, chợt nhớ tới lúc bị những bộ xương khô bị cào thịt bao vây, con quả kia tự cháy quả lửa. Tôi có thể nghĩ biện pháp tìm tới cao nhân này hay không? Như vậy có thể chiến đấu với lão tổ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 141, yên tĩnh trước bão táp. Lão tổ và nghịch thiên là quan hệ gì? Tôi nghiêng đầu hỏi bác Hải. Bác Hải cũng sững sờ nói: "Nghịch thiên, lão tổ cùng nghịch thiên hoàn toàn không liên quan đâu." Nếu không liên quan thì tại sao trong nhà xưởng lại có nhiều mặt nạ người rơm như vậy? Tôi lại tiếp tục hỏi. Bác Hải nói không biết. Tôi nhớ lại những gì mắt quỷ đã dự đoán, cảm thấy chú quỷ cùng với nghịch thiên nhất định là cấu kết với nhau. Nếu không, trong nhà xưởng sẽ không xuất hiện nhiều người rơm đến như vậy. Về phần những linh hồn trong cơ thể của người rơm, có thể chính là linh hồn của những bộ xương bị cào thịt kia. Kế hoạch như vậy cũng không phải là việc của một sớm một chiều, có lẽ là đã sớm nảy ra từ lâu rồi. Chỉ là có điều kế này không được thì nảy sinh kế khác, cho nên mới tiếp tục đi tới ngày hôm nay. Nhớ lại một phen, con quả lửa kia sức mạnh rất lớn, đến cả chú quỷ cũng đánh không lại. Hơn nữa sau khi quả lửa xuất hiện thì lão tổ cũng lập tức xuất hiện. Đoán là lão tổ đối với con quả kia cũng là rõ ràng. Cao thủ không cần so chiêu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền đã có thể biết được thực lực của đối phương như thế nào. Đợi sau 6 tiếng đồng hồ, mai cho đến buổi sáng, bác sĩ mổ chính cùng với phụ mổ mới đi ra khỏi phòng. Trong mắt dày đặc tơ máu, bọn họ nói rằng nhị gia đã không sao rồi, nhưng cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng, như vậy cánh tay mới có thể lành lại. Còn xương sườn cũng đã nối lại rồi, nhưng người bệnh không thể vận động nhiều. Nhị gia không sao rồi, chú trung niên cũng chỉ phải mang theo một cái dụng cụ cố định bảo vệ đầu. Khi nhị gia bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, hắn còn hướng về phía tôi cười nói ha ha cảm tạ. Hành động của nhị gia đã dọa sợ đến chúng tôi, đến cả bác sĩ cũng phải trừng mắt nói: tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút đi, không nên kích động, nếu không xương sườn lại bị gãy mất. Nhị gia đưa tay chặt lại, khinh thường nói: cái này không quan trọng đâu. Cho nhị gia làm thủ tục nhập viện xong, lúc ở trong phòng bệnh, nhị gia nói: tiểu tử này, lúc tạo khe hở cho ta đã bỏ thêm linh chi kim phấn vào. Bộ xương giả này của ta không đến một tuần là có thể lành lại được rồi. Chú trung niên ngồi ở bên giường, một điếu thuốc, thở dài nói: ta vẫn nghĩ là đánh nhau tay đôi ta chưa có đối thủ, đương cái người gọi là lão tổ kia ngay cả thời gian phản ứng ta cũng không có. Tôi nói: đại thúc, chú đừng để trong lòng nữa, người gọi là lão tổ này đoán chừng cũng không phải là người đâu. Chú trung niên sững sờ đi tôi một cái nói: đợi ta kiếm một cây súng lục thử xem, ta không tin đến viên đạn cũng không đánh chết hắn. Nị gia, làm sao bây giờ? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nị gia nói: cho ta một điếu thuốc. Tôi nhét trong miệng hai điếu thuốc lá,
đồng thời nhem lửa, sau đó đưa cho nhị gia một điếu. Hắn dùng sức một hơi, mặt mũi đỏ bừng nhìn: "Lỗ lực 20 năm của ta không hề phí phạm nha, thật là một cơ hội trời ban." Mọi người không lên tiếng. Nhị gia dùng sức hít một hơi, lồng ngực rõ ràng đều đang lên xuống kịch liệt, nhưng nhị gia không có một chút cảm giác đau đớn. Tôi thực sự lo lắng cho bộ xương già yếu của hắn, sợ gánh không nổi. Mắt quỷ đã cùng ngươi hợp nhất. À bố, chuyện này đối với ngươi mà nói không hẳn là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối nó không phải là chuyện xấu. Từ nay về sau, ngươi chính là mắt quỷ, mắt quỷ cũng chính là ngươi. Nhị gia nói câu phía sau, ngữ khí nhất mạnh. Tôi hỏi, tôi biết mắt quỷ có thể xoay chuyển thời không? Nhị gia ngài biết cách thực hiện không? Nếu không được thì lại đem thời gian quay trở lại. Nhị gia nói, điều đó là không có khả năng xảy ra. Mắt quỷ không phải vạn năng, cô không phải tùy ý là có thể xoay chuyển thời không. Việc ngươi phải làm là bảo vệ chính ngươi thật tốt, không nên dùng sức mạnh của nó để làm chuyện xấu. Nhớ kỹ, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi đột nhiên cảm giác rằng nhị gia giao giảng đạo lý cho tôi giống như bố của tôi vậy. Giáo huấn đối với tôi đều là ngẩng cao đầu. Thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng. Tôi biết nhị gia để cho tôi ăn mất quỷ, nhất định là để phá hỏng kế hoạch của lão tổ. Hắn bây giờ không biết đang bận rộn cái gì, chắc xong việc sẽ tới tìm tôi. Lão tổ chắc chắn sẽ không giết tôi, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không giết tôi. Hắn là cần sức mạnh của mắt quỷ trong thân thể tôi, uy hiếp tôi làm cho hắn một số chuyện. Nói chung là hắn đã có mưu đồ. Đúng rồi, nhị gia, tượng Ba La Diệt Uy Vương kia dựng ở đấy, sao lại có con rối hình người xuất hiện được? Tôi nhịn không được hỏi một câu, bởi tôi và chú Trùng Điền bị lão tổ vứt từ ngoài cửa sổ ra. Lúc ấy tôi thấy một đám người đeo mặt nạ cùng nhị gia và bác Hải so chiêu, nhưng người mang mặt nạ kia không phải là người đã chết mà toàn là người sống. Nhị gia khẳng định Ba La Diệt Uy Vương là dùng để khắc chế các loại âm hồn, âm hồn thấy nhất định không dám lộ diện, vì thế nên những người mang mặt nạ kia nhất định là người sống. Trong nhà xưởng kia có rất nhiều bí mật, cho đến giờ phút này tôi cũng không rõ nghịch thiên là muốn làm gì nữa. Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau tôi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Cát Ngọc ôm cánh tay của tôi, mặt đỏ lên. Chu Trung Điền nói, không cần gấp gáp đâu, mấy ngày nay ta liên hệ với những bằng hữu cũ xem có thể làm được mấy khẩu súng hay không. Bác Hải nói thẳng, đạn viên đối với lão tổ mà nói không có chỗ nào dùng được, trong số chúng ta không ai có thể giết hắn. Chỉ có nhị gia híp mắt, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Tôi biết nhị gia đang nghĩ một số chuyện, khả năng là để lên kế hoạch làm sao giết chết lão tổ. Trong một đám người chỉ có nhị gia có vẻ trầm tĩnh vô cùng. Tôi vỗ vỗ vai Cát Ngọc nói, tròn thời gian nào đó chúng ta cử hành hôn lễ nhé. Cát Ngọc sững sờ, ngẩn người ngay tại chỗ. Một lát sau Cát Ngọc đã hiểu ý của tôi, viền mặt ngấn nước nói, không, em sẽ không làm quả phụ đâu. Nếu anh muốn cưới em thì anh phải sống đến giờ phút cuối cùng. Tôi biết tạm thời tôi sẽ không chết, đừng ai có thể tưởng tượng chuyện sau này. Lão tổ lợi hại như vậy, vạn nhân hắn lấy đi mắt quỷ trong thân thể tôi, vậy thì không phải tôi sẽ biến thành vô dụng hả? Đến lúc đấy không phải tiện tay bóp chết tôi luôn cho rồi. Đã qua hồi lâu, bác Hải thở dài nói, không có biện pháp, chỉ có thể dùng một chiêu này vậy. Tất cả mọi người đều sững sờ, hỏi bác Hải là chiêu gì. Bác Hải nói, rất xin lỗi, cái này tạm thời không thể nói cho mọi người biết được. Đây là sư phụ trước khi chết dặn dò ta, vốn là để cho ta bảo vệ tính mạng được ta sử dụng. Kết quả là bị kịch thiên hủy đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng nên lấy ra dùng đấy. Tôi vội vàng hỏi, lấy ra cái gì? Bác Hải nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi một ánh mắt. Cái ánh mắt này rất quỷ dị, như là nhắc nhở tôi tin tức này không thể tiết lộ, bằng không sẽ xong đời. Tôi đang nghĩ
Lẽ nào lão tổ đang ẩn thân xung quanh chúng tôi, hay là có nội gián bên trong chúng tôi? Nội gián khẳng định không thể xảy ra. Chu Trung Niên, Nị Gia, Bác Hải, Cát Ngọc, đây đều là những đồng đội vào sinh ra tử với tôi, đều đã đến mức ấy. Nếu còn có một nội gián thì âm mưu này có lớn đến cỡ nào? Bác Hải nói: các người trước hết ở đây dưỡng thương, ta cần thời gian một tháng mới có thể trở về. Các người ở đây chờ ta là được rồi. Nói xong, bác Hải liền đi ra ngoài. Chân của bác Hải bây giờ đã không còn khỏe nữa. Lão tổ chữa khỏi chân cho hắn không phải là vì lòng thương xót, mà là bác Hải là mất thể diện của hắn. Lão tổ cảm thấy thân là văn bối của hắn thì cũng đừng bôi đen lên mặt của hắn. Trước khi ra khỏi cửa, bác Hải đột nhiên đứng thẳng người, quay đầu lại một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: nếu như ta sống sót trở về, chúng ta có thể quyết chiến một trận với lão tổ. Nếu như ta không về được, các vị bảo trọng. Nói xong, bác Hải đầu cũng không chuyển, liền kéo cửa đi ra ngoài. Tôi quát to một tiếng, chạy đuổi theo. Nhưng đến lúc tôi chạy đến bên ngoài thì đã không thấy bóng dáng của bác Hải đâu nữa. Tôi cảm giác hai má rất đau, rất muốn rơi lệ. Ban đầu bác Hải, chú Trung Niên, Cát Ngọc đều là những người chẳng hay chẳng biết gì. Hiện tại tuy rằng đã ở ngoài cuộc, nhưng vẫn không biết cách nào thay đổi vận mệnh. Tôi bắt đầu có chút hận mắt quỷ. Tất cả mọi chuyện đều là do mắt quỷ chọn lấy tôi. Nếu như không phải, thì có lẽ tôi vẫn là một người bình thường, trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường. À bố, ngươi và Cát Ngọc đi về đi, từ ngày mai sẽ xuất viện, Nị Gia nói. Chú Trung Điền cũng nói: ta một lát nữa sẽ xuất viện thôi. Tôi nói: các người đừng như vậy, cố gắng dưỡng thương đi, lão tổ sẽ không gây khó dễ cho các người nữa đâu. Mắt quỷ một thể với tôi rồi, trong thời gian ngắn mọi người đều sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nị Gia cười thần bí nói: à bố à, có mấy lời ta không cần nói quá rõ ràng. Ta chỉ nói một câu, mọi người đều là cướp mắt quỷ. Nhưng nếu như cướp được mắt quỷ thật thì sau đó phải làm gì đây? Đó tới chỗ này, Nị Gia cố ý đối với tôi nháy mắt một cái. Trong lòng tôi đột nhiên sáng tỏ, nghi thầm: chẳng lẽ Nị Gia lại biết con quả lược kia là do ai thao túng? Hoặc là Nị Gia đã biết rõ hơn một thứ nào đấy? Mời các bạn nghe chương thứ 142, kế hoạch lớn. Tôi đem Cát Ngọc trở về nhà trọ ở tổng trạm. Phòng trọ của tôi đã lâu không có người ở, quãng thời gian này cũng không có ý định trở lại. Có câu nói thỏ khôn có ba hàng, phòng thuê tôi tạm thời không muốn để lộ ra. Lúc ngủ, nước mắt của tôi không cầm được rơi xuống. Tất cả áp lực đồng thời đập tới, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Cát Ngọc ôm đầu của tôi, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của tôi. Nàng nói: người đàn ông rơi lệ không mất mặt, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi. Tôi nằm trong lồng ngực Cát Ngọc giống như một đứa bé, lặng lặng ngủ thẳng tới hừng đông. Ngày hôm sau, chú Trung Niên gọi điện thoại cho tôi, nói tôi đi đến bệnh viện một chuyến đi. Tôi thu xếp đồ xong, nói Cát Ngọc ở nhà chờ tôi. Bữa trưa, tôi chạy tới bệnh viện Trung ương. Ở trong phòng bệnh VIP gặp chú Trung Niên và Nị Gia. Bệnh tình chuyển biến tốt rất nhanh. Hôm nay mặt mày đã hồng hào, có thể xuống giường đi bộ. Trên cổ chú Trung Niên vẫn cứ mang theo một cái nẹp cổ. Sau khi thấy tôi đi vào, hắn nói: à bố, người tới rồi. Đi tới trước mặt chú Trung Niên, hắn đưa tay mò dưới gối, sau đó móc ra một cây súng lục đưa cho tôi, nói: này, nửa đêm hôm qua gọi điện thoại, sáng sớm hôm nay liền có được rồi. Tôi không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn cũng từng là bộ đội đặc chủng, chắc chắn vẫn còn liên hệ với các chiến hữu khi đó. Coi như trong tay chiến hữu không có súng, vậy cũng có thể mở rộng mạng lưới liên lạc để làm. Bên trong có 6 viên đạn, không đủ dùng thì nói ta, ở chỗ ta vẫn còn. Tôi nói tôi sẽ không nghịch súng, sợ cướp cò. Chú Trung Niên cười nói: khi còn bé chơi súng giả bị thương sao?
rất khó sao. Chưa được cái kia, người nhất định sẽ dùng được cái này. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn là cất đi, nhét vào trong túi quần sau, dùng quần áo che lại. Lúc này nhị ra ngồi ở bên giường, đốt một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi, liền nói: "À bố, hai ngày nay người tạm thời không nên tới bệnh viện. Ta cùng Tiểu Âu Phục tiếp tục lặng lặng điều dưỡng hai ngày. Sau khi chúng ta ra viện, nếu như có việc chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu lão tổ kia đến tìm ngươi trước, ngươi tận lực kéo dài thời gian, ghi nhớ kỹ đấy." Tôi ừ một tiếng, nhẹ ra nhét thuốc vào trong miệng, để ống tay phải hướng về trong túi tìm tòi. Sơ soạn nửa ngày trời, mọc ra một dây tơ hồng. Dây đỏ này là một cái vòng tay, bên trên còn kết một người Trung Quốc rất trang nhã. Cái này người mang trên người, đeo trên cổ tay, cổ chân, hoặc là giấu trong túi đều được. Hiện tại liền đeo lên đi. Nhị ra sau khi đưa cho tôi, liền muốn tận mắt đeo lên. Tôi đeo lên cổ tay, hỏi: "Nhị ra, đồ này dùng như thế nào đây?" Nhị ra nói: "Không cần dùng như thế nào, chỉ cần mang theo, tuyệt đối không được làm mất, vậy là được rồi." Tôi gật gật đầu, rời khỏi bệnh viện trung tâm, trở lại phòng. Tôi bắt đầu lặng lặng ấp ủ kế hoạch của chính mình. Đầu tiên lão tổ lộ diện, đây là một người ở sau lưng điều khiển tất cả cao thủ. Trước đây hắn không đi ra là vì hoàn toàn không cần thiết. Bản lĩnh của Bác Hải và chú Trung Điên có thể hoàn toàn đối phó được với chú quỷ. Nhưng bây giờ còn có cả nhị gia, trong bóng tối cũng có một cao nhân thần bí đang giúp tôi. Vì lẽ đó, lão tổ ngồi không yên chân rồi, nhất định phải tiên phát chế nhân, ra tay chế ngự kẻ địch trước. Nhưng mắt quỷ lại bị tôi nuốt vào trong bụng, cùng tôi dung hợp. Kỳ Thiên từ khi từ biệt ở Thanh Linh cổ trấn đến bây giờ đều chưa nhìn thấy hắn. Tôi cảm thấy trên người gia hỏa này khẳng định cũng cất giấu nhiều bí mật. Bí mật này tôi nhất định phải điều tra ra. Có thể hắn cũng đang bẫy tôi. Hắn kéo dài thời gian không ra tay, hẳn là muốn câu một mẻ cá lớn. Tôi tạm thời cảm thấy tất cả những kẻ mang mặt nạ ít nhiều đều có quan hệ với Nghịch Thiên. Vì lẽ đó, trước tiên phải điều tra những con rối đeo mặt nạ này cùng với nhà xưởng bỏ hoang kia. Đột nhiên nhiều thêm một chiếc xe buýt số 14, khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ. Phía sau chiếc xe này nhất định ẩn giấu cái gì đó. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, liền vọt tới phòng làm việc của Trần Vĩ. Hắn đang uống rượu. Trần Vĩ vừa nhìn thấy tôi, liền từ đằng sau bàn đi ra, chạy đến trước mặt của tôi, gần như quỳ xuống. Hắn nói: "Lão đệ à, đêm nay có rảnh không? Ta cầu ngươi cứu ta với. Đêm nay ta không thể lái xe, ta cùng với ngươi đi tới nhà xưởng có được không?" Xem Trần Vĩ ban ngày đều là bộ dạng đang uống rượu, nhất định là thân thể hắn đã mục nát đến cực hạn. Tôi mơ hồ cảm thấy Trần Vĩ đúng là một người có bí mật, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, là bị ép buộc. Có lẽ người ở sau lưng thao túng hắn đúng là nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng, hoặc là chú quỷ. Bây giờ mắt quỷ đã ở trong người tôi, Trần Vĩ liền trở thành người vô dụng. Vì lẽ đó, người thao túng hắn không quan tâm hắn nữa, để hắn tự sinh tự diệt, tùy tiện mục nát. Không nói như cái khác, Trần Vĩ và tôi làm việc cùng nhau hơn nửa năm, nó không có chút cảm tình nào thì là nói dối. Tôi gật gật đầu, đóng cửa văn phòng lại, nhỏ giọng nói: "Trần ta, tôi tới tìm ngươi chính là thương lượng chuyện này." Khuôn mặt Trần Vĩ vui vẻ, lập tức nói: Được, lão đệ, người hãy nói đi. Hiện tại có nhiều hơn một chiếc xe buýt số 14, chuyện này ngươi biết không?" Tôi nhỏ giọng hỏi Trần Vĩ. Trần Vĩ nói: "Chưa từng thấy, cũng không nghe người khác nói qua. Đúng là ngươi từng hỏi ta." Tôi ừ một tiếng, nói: "Chiếc xe buýt số 14 này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, là hiện ngay ở mấy ngày hôm nay. Trần ca, người nói đây là có ý gì?" Trần Vĩ gọn gàng dứt khoát lắc đầu, nói không biết. "Vậy thế này, Trần ca, ngươi đổi cách tư duy. Căn bản chỉ cần một chuyến xe 14 của tôi có thể chở hết khách, bây giờ lại nhiều thêm một chiếc. Cái này không phải chính là
đoạt mối làm ăn sao? Trần Vĩ gật đầu. Tôi còn nói, nhưng chiếc xe số 14 này vốn là xe tang cải trang thành. Ở trên con đường này, hành khách hầu như không có người sống. Nếu như nói là đoạt mối làm ăn, nhất định không phải là vì tiền mà đến. Vậy vì là cái gì mà đến đây? Trần Vĩ lại lắc đầu. Tôi thở dài, nói thẳng, như vậy đi, đêm nay chúng ta trước tiên không lái xe buýt số 14. Xe buýt số 14 này vẫn đến tổng trạm phòng tư điếm. Đừng để ý tới nó, ngươi tìm một công nhân đáng tin cậy. Đêm nay liền ở tổng trạm nhìn chằm chằm chiếc xe 14 này. Cái này không thành vấn đề. Trần Vĩ dù sao cũng là quản lý, quyền lợi như vậy vẫn phải có. Tôi còn nói, mặt khác, chiếc xe buýt số 14 này cũng không dừng ở tổng trạm phòng tử điếm. Màn hình giám sát của phòng tử điếm cũng không theo dõi được chiếc xe này. Vậy đã nói rõ chiếc xe này có điểm cuối ở nơi khác. Hai chúng ta điểm này nghĩ biện pháp giả thành hành khách lên chiếc xe số 14 này. Nên chiếc xe này là ai đang lái, trạm cuối ở đâu? Trần Vĩ gãi gãi đầu một cái, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp đi vào nhà xưởng kiểm tra thì tốt hơn chứ. Tôi kiên quyết không rời mà nói, Trần ca, người nghe tôi không sai. Tôi mơ hồ cảm thấy chiếc xe buýt số 14 điều thêm này khẳng định có quan hệ với nhà xưởng kia. Cụ thể có quan hệ gì, liền xem chúng ta đêm này có thể lên xe buýt hay không. Trần Vĩ có chút lo lắng. Tôi nhìn ra sắc mặt của hắn. Hắn tự mình uống rượu, trên mặt có chút khiếp đảm. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có chết. Trần ca, nếu như người sợ, vậy tôi tự đi. Nếu như tôi chết ở nơi nào đó không về được ngày lễ ngày tên, người nhớ đốt tiền giấy cho tôi. Nói xong tôi quay đầu muốn đi. Trần Vĩ mau mau kéo tôi, nói, ê lão đệ, lão đệ à, ta đi chung với ngươi. Vậy được rồi, đêm nay nửa đêm 12 giờ hai chúng ta đi ra cùng với hành khách bình thường ở trạm dừng chờ xe. Có điều tôi cảm thấy vẫn là nên dịch dung đi. Cuối cùng Trần Vĩ và tôi thương lượng xong đối sách, tôi liền quay trở về trong ký túc xá. Về phương tiện dịch dung, Cát Cọc tuy rằng không phải là cao thủ nhưng cũng hiểu không ít. Bữa trưa nàng đi ra ngoài một chuyến, tối muộn mới trở lại, mua một bao đủ loại đồ vật. Bên trong có bộ lông mày giả, râu mép giả, còn có da mặt, hẳn là da heo hoặc là da trâu mỏng, đều là dùng để dịch dung. Lúc thời điểm Cát Ngọc dịch dung cho tôi nói, đừng làm cho quá đẹp trai, cũng đừng quá xấu. Hai người này đều quá làm người khác chú ý, mất đi mục đích dịch dung ban đầu. Cát Ngọc tiếng như chuông đồng, cười nói, đương nhiên em biết, em sẽ đem anh dịch dung thành một bộ dạng ném vào trong đám người, cũng không ai liếc nhìn anh đến một lần. Trần Vĩ cả ngày ngây ngốc ở trong phòng làm việc không ra khỏi cửa, cho nên hắn không cần dịch dung. Làm xong tất cả, tôi đem chùy thủ quấn vào trong bắp chân, mặc một cái quần rộng rãi, lại cắm cây súng lục vào trong dây lưng phía sau, cùng Trần Vĩ ra khỏi phòng ở tổng trạm. Hai chúng tôi chạy tới Mỹ Lực Thành trước nửa tiếng, bởi vì cái trạm này quỷ dị nhất. Trước đây những chuyện quái lạ đều là phát sinh ở nơi này. Khoan hay nói, nửa đêm 11 giờ rưỡi, cái thời điểm này vẫn là thật lạnh lẽo. Hai chúng tôi đốt một điếu thuốc. Trần Vĩ rụt cổ lại, kéo chặt khóa áo, hỏi tôi, lao đệ, việc này làm được không? Tôi không trả lời hắn, bởi vì trong bóng tối phía xa có một đám người chậm rãi đi đến chỗ chúng tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 143, có người có quỷ. Đám người kia có chừng 7-8 người, xem trang phục như là dân công. Bọn họ gánh sẻng nhấc theo bao tải, vừa nói vừa cười đi tới, đứng ở chỗ chúng tôi chờ xe. Tôi báo cho Trần Vĩ biết bằng một ánh mắt, ý là hắn đứng đằng sau, tôi đứng ở trước trạm. Trần Vĩ hiểu ý, dịch ra phía sau tôi vài bước. Trong xã hội này, đại đa số người dân công đều rất giản dị.
Bọn họ vừa cười vừa nói rất nhiệt tình, ngẫu nhiên cũng sẽ cười lớn hai cái. Ở phía đông đám công nhân có một người lùn nhất, đỉnh đầu mũ bảo hộ màu vàng. Hắn chép miệng một cái, nói: "Tiểu nương vừa rồi thật hăng hái à." Bên cạnh có một dân công cao hơn hắn một cái đầu, vụ mô bảo hộ của hắn cười trêu nói: "Cậu đàn, người muốn đàn bà?" Tôi thổ phù một tiếng bật cười: "Cái tên này, cậu đàn sao?" Bọn họ quay đầu lại nhìn tôi một cái. Tôi lôi kéo Trần Vĩ lại lùi lại mấy bước, giờ khắc này lùi ra khỏi phạm vi chạm rừng. Cậu đàn cùng người dân công cao hơn kia vừa nói vừa cười. Mời người dân công bên cạnh nói chuyện phiếm. Tôi xem đồng hồ đeo tay, đã là 11 giờ 40 phút rồi. 20 phút nữa chừng xe buýt số 14 kia sẽ chạy tới. Nhưng vào lúc này, cậu đàn cùng người dân công cao cao kia không biết làm sao đang từ trò chuyện lại chuyển sang mắng mỏ. Chưa tiện nghe được cậu đàn mắng một câu, người dân công cao kia quay đầu tát cậu đàn một cái, nói: "Ta làm chị của ngươi là sự thực, ngươi nhảy dựng lên cái gì?" Nghe ý này, người dân công cao cao kia hẳn là anh rể của cậu đàn. Bên cạnh mấy người dân công mau tới càn ngăn, nhưng càng càn ngăn cái cỏ càng lớn. Cậu đàn đỏ ngầu cả mắt, hắn chỉ vào người dân công cao cao kia không ngừng mà mắng, trong miệng còn nói: "Ngươi là cái quái gì, có tin lao tử một sàng đập chết ngươi hay không?" Người dân công cao cao kia vừa nghe khom người đưa đầu không ngừng hướng về phía trước, còn đưa tay chỉ chỉ vào đầu của chính mình, nói: "Đập ư? Hướng về đây mà đập này, ngươi đập chết ta đi." Tôi cho rằng đây chỉ là tranh cãi bằng miệng, náo loạn một hồi thì thôi, nhưng ai biết đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Cậu đàn không hề báo trước, cầm sàng trong tay hung hăng đem sàng hướng về trên cổ của người dân công kia chặt đứt. Tôi biết sàng trong tay dân công đều là hàng thật, đầu sàng quanh năm xúc đồ vật, mài vô cùng sắc bén. Rầm một tiếng, một cái đầu rơi xuống đất. Sau khi lăn một vòng trên đất, vẽ ra một vệt máu dài, mà thi thể người dân công cao cao kia lúc này mới rầm một tiếng ngã xuống đất. Tôi lướt mắt nhìn người dân công cao cao kia, cái đầu người vẫn chưa nhắm mắt lại, giờ khắc này liền trợn to mắt nhìn tôi chằm chằm. Trái tim của tôi đập liên hồi, tôi không nhịn được lùi về phía sau một bước. Ngay lúc này, một sự việc tôi không lường trước được đã xảy ra. Sau khi cầu đàn giết người dân công cao cao kia, chẳng những không lẩn trốn, thậm chí trên mặt ngay cả vẻ sợ hãi cũng không có. Hắn xoa xoa vết máu trên mặt, nói với dân công xung quanh: "Hắn đúng là đáng đời, mẹ nó, chị ta đi theo hắn một ngày đều phải chịu oan ức kìa." Dân công xung quanh có người vừa nói vừa cười, có người vùi đầu không để ý tới hắn. Lúc này, cậu đàn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, sau khi nhét vào trong miệng, quay đầu nhìn quanh, bỗng nhiên hướng về phía tôi đi tới. "Ha, anh em, cho mượn hộp quẹt đi." Bởi vì tôi ngậm thuốc lá trong miệng, cậu đàn đi tới bên cạnh tôi, đưa tay ra với tôi. Trong nháy mắt, tôi suýt chút nữa rút súng. Có điều tôi vẫn nhìn được sự sợ hãi trong lòng, từ trong túi móc ra cái bật lửa, đưa cho cậu đàn. Cậu đàn một tay che lại đầu thuốc lá, một tay bật cái bật lửa kia. Hắn bật mãi, nhắc tới cung kỳ, cái bật lửa trong tay tôi bật cái liền được, nhưng ở trong tay cậu đàn bật như thế nào cũng không bốc lửa. Cậu đàn đem cái bật lửa đưa cho tôi nói: "Anh em, không bật được lửa à?" Tôi cầm trong tay chỉ là xoa bóp, ấn một chút, ngọn lửa liền bật lên. Cậu đàn sững sờ, sau đó cười cợt, rồi cây đầu thuốc lá lại để đốt thuốc. Tôi vốn cho là sau khi đốt thuốc lá xong, cậu đàn sẽ rời đi. Ai biết hắn cũng đứng cạnh Trần Vĩ và tôi, dùng sức hút một hơi, sau đó nói: "Này anh em, người nói anh rể ta có phải là đáng chết hay không?" Trần Vĩ và tôi đều bối rối. Tôi còn không trả lời, Trần Vĩ liền nói: "Không có chuyện gì đâu, tránh sang một bên là được rồi." Tôi vừa muốn cản Trần Vĩ, nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng. Đúng như dự đoán, cậu đàn không vui, giờ khắc này đem sàng trong lồng ngực bộp một tiếng,
đâm trên mặt đất, nói: "Người nói người nào? Mặc đồ tây, đeo cà vạt, người có thể xem thường dân công chúng ta sao?" Trần Vĩ còn muốn nói điều gì đó, tôi mau mau kéo hắn lại, cười nói với cậu đàn: "Huynh đệ à, anh em họ của ta đây tính khí không được tốt, tính tình thẳng. Chúng ta đang chờ xe ở đây, một hồi rồi đi mà." Cậu đàn vừa nghe càng nổi giận hơn, trực tiếp mắng: "Tính tình thẳng, cái mẹ chúng mày, lao tử tính tình càng thẳng thắn hơn đấy." Lúc đang nói chuyện, cậu đàn lại cầm sẻng chém về phía tôi. Không đúng, tôi cho đến giờ phút này mới hiểu được, cậu đàn khả năng này chính là quỷ, chính là muốn tới giết tôi. Có thể kế hoạch của chúng tôi đã bị lộ, Kỳ Thiên phái âm hồn tới giết tôi, cũng có khả năng là người khác sai khiến âm hồn đến hại tôi. Bởi vì cậu đàn chém đứt đầu của anh rể hắn, dân công xung quanh như thế nhưng lại bỏ mặc, nên chở xe thì chở, nên hút thuốc thì hút thuốc, giống như việc này căn bản là không có phát sinh. Cho nên nói, bọn dân công này hiển nhiên đều là quỷ. Tôi khom lưng tránh đi trong nháy mắt, từ trong túi mọc ra một cái bùa nhị gia đã từng cho tôi. Phía trên bùa chú viết một sắc chữ, phía dưới viết định quỷ đuổi yêu, lập tức tuân lệnh. Tôi đem bùa chú tát một cái vào khuôn mặt cậu đàn, nhưng hắn căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Lần thứ hai chộp lấy sẻng hướng về phía tôi mặt đập. Cái sẻng này sắc bén, nếu như chém trên người tôi tuyệt đối là đứt cánh tay, gọt bắp đùi. Tôi né tránh cậu đàn trong nháy mắt, cô không nói thêm cái gì, rút ra khẩu súng lục sau eo nhắm giữa trán cậu đàn, bằng một tiếng liền nã một phát súng. Nòng súng phun ra một ngọn lửa, đạn bắn vào giữa trán của cậu đàn. Lực xung kích cực mạnh khiến đầu của hắn đột nhiên hơi ngửa ra sau, lập tức ngã trên mặt đất, trực tiếp ngòm cổ tỏi rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại được sức mạnh của khẩu súng kia, Trần Vĩ cả kinh liền kéo tôi chạy. Hắn nói không đúng, cậu đàn là người sống. Tôi trừng hai mắt nói chậm đã, vào giờ phút này ngàn vạn lần không thể tùy ý bỏ chạy, một khi chạy có thể vĩnh viễn mang tội danh. Tôi cầm súng lục đi hướng về phía đám đông chở xe kia, lấy súng lục chĩa vào bọn họ, lớn tiếng quát: "Nói cho ta biết, các người đến tuột cùng là người hay là quỷ?" Đám dân công kia vẫn không để ý đến tôi, như là căn bản không nhìn thấy tôi. Tôi bảo gan nhìn xuống sự sợ hãi giết người trong lòng, nhỏ giọng hỏi Trần Vĩ: "Trần ca, mặt người sắc bén, nhìn giúp ta một chút, xung quanh đây có máy thu hình hay không? Nhanh!" Ở phương diện này, so với tôi thì Trần Vĩ hiểu nhiều hơn nhiều. Dù sao hắn cũng là quản lý, cũng thường ngồi trong phòng làm việc theo dõi camera. Tôi tỉ mỉ nhìn một vòng, lúc sau Trần Vĩ nói: "Không có, xác định là không có." Lòng tôi lúc này mới hổn hển thở ra một hơi, mà thấy đám dân công kia vẫn là không để ý đến tôi. Thời điểm tôi đang chuẩn bị đánh bảo đi lên, bỗng nhiên từ xa ánh đèn chói lóa của chiếc đèn xe buýt chiếu tới. Tôi mà mau thu hồi súng lục, xoay người nhìn lại, chiếc xe số 14 kia sắp đổ ở trạm Mỹ Lực Thành. Không sai, chính là hắn. Tài xế của chiếc xe buýt số 14 này vẫn đeo một cái mặt nạ màu trắng, dường như cố ý không cho tôi biết hắn là ai, hoặc hắn chính là người rơm đeo mặt nạ. "Trần ca, người mau nhìn, chính là chiếc xe này." Tôi mau mau chỉ vào chiếc xe buýt số 14, nói với Trần Vĩ. Trần Vĩ híp mắt, cẩn thận quan sát, mới vừa liếc mắt nhìn, liền kiên định nói: "Đây không phải là xe của công ty vận tải Đông Phong. Hơn nữa chiếc xe này chắc chắn chính là cái xe tang." Vừa nói hết lời, chiếc xe buýt số 14 đã đến đây. Tài xế đỗ xe, mở cửa sau của xe, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi. Bởi vì hắn mang mặt nạ, tôi nhìn không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy quỷ dị. Mấy công dân chở xe giờ khắc này chậm rãi lên xe. Xe buýt số 14 cứ như vậy lái đi trước mắt tôi. Cho đến giờ phút này, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi quát to một tiếng: "Xong đời rồi, tôi bị hãm hại. Khẳng định có người trước đó biết rõ mưu kế của chúng ta. Mấy dân công kia là quỷ, cái này không giả.
Nhưng cầu đàn cùng anh rể của hắn đường đường chính chính là người, bọn họ đều là dân công, có người có quỷ hỗn tạp với nhau. Tôi giống tỏ nói, quay đầu nhìn lại nhưng không thấy tung tích của Trần Vĩ đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 144, còn khóc nữa ta ném chết người. Trần ca, tôi hô to một tiếng. Trần Vĩ bỗng nhiên ở đằng sau tấm biển quảng cáo của nhà ga thò cái đầu ra nói, lão đệ à, lần này chúng ta xong đời rồi. Trần Vĩ cũng không hề rời đi mà là chạy tới đằng sau tấm bảng quảng cáo. Hắn ngoắc ngoắc tay với tôi ra hiệu tôi đi sang đó. Cho đến khi tôi đến bên cạnh Trần Vĩ, hắn chỉ vào tấm bảng quảng cáo nói, lão đệ, người xem đây là cái gì? Trên biển quảng cáo này in chính là quảng cáo rượu đế trăm năm tinh khiết và thơm ngon, công đoạn sản xuất ra sao tôi đều không có hứng thú. Ở vị trí logo của bình rượu có một cái máy thu hình cỡ nhỏ. Tôi vỗ trán một cái, nhất thời tuyệt vọng. Cái này rõ ràng là có người thiết lập ván cờ, chờ tôi mắc câu rồi. Tôi cắn răng, có chút nảy sinh độc ác hỏi Trần Vĩ, Trần ca, tin tức này chỉ có hai chúng ta biết, ngay cả Cát Ngọc cũng không biết. Vậy là ai ở đây lắp đặt máy thu hình đây? Tôi làm như dò hỏi, thực chất chính là hỏi Trần Vĩ có phải là hắn làm chuyện đó hay không. Trần Vĩ mặt vô tội nói, lão đệ à, ta cũng là vì tính mạng của chính mình suy nghĩ thôi. Máy thu hình này ta lắp ở đây thì có thể làm gì đây? Không có bất kỳ chỗ nào dùng được. Ta cũng không dùng để uy hiếp ngươi đâu. Tôi nghĩ nghĩ nói, đi nhanh lên, đừng đứng ở chỗ này nữa. Lúc trở lại phòng ở tổng trạm, hai chúng tôi chuẩn bị ở trong phòng làm việc nói chuyện trắng đêm. Ai biết vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một nhân viên nhỏ liền lọt vào trong phòng làm việc, thất kinh nói Trần Vĩ, chủ nhiệm, chủ nhiệm, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngầm cái gì? Có chuyện gì từ từ nói. Trần Vĩ khiển trách nhân viên nhỏ một câu, hắn nuốt nước bọt sau khi yết hầu trượt xuống một cái, vội vã cuống quýt nói, chủ nhiệm à, nửa đêm lúc 12 giờ ta thấy có một người lên xe buýt số 14A. Ta cùng Trần Vĩ đồng thời cả kinh. Trần Vĩ hỏi, người này là ai? Viên chức nhỏ nói, không thấy rõ, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng, sau khi lên xe an vị ở chỗ ngồi của tài xế. Người này rất kỳ quái, hắn khởi động ô tô cũng không mở đèn xe, ngồi ở một chỗ tài xế, xoay xoay tay lái, không ngừng mặc quẹo trái quẹo phải, dáng vẻ như ở đây lái xe. Nhưng mấu chốt của vấn đề là xe căn bản không khởi động, một mực dừng ở chỗ này. Người kia đâu? Tôi quát to một tiếng, liền muốn xông ra ngoài chạy đến chỗ xe buýt số 14, nhưng nhân viên vội vã ở phía sau xua tay nói, Liêu ca, người đeo mặt nạ kia đã đi rồi, vừa đi không bao lâu đâu. Tôi mới dừng thân thể lại, sức giờ tại chỗ. Trần Vĩ vung tay với nhân viên nhỏ nói, được rồi, người mau mau đi ngủ đi, chuyện này không nói được ra ngoài. Cuối tháng cho người cái xếp hạng công nhân ưu tú, thưởng người 300 đồng tiền thưởng. Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn chủ nhiệm rất nhiều ạ. Nhân viên nhỏ không ngừng gật đầu, nụ cười trên mặt nhìn không được cười lớn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với Trần Vĩ, Trần ca, xem ra chiếc xe buýt số 14 kia chúng ta nhất định phải đi lên xe một chút rồi. Không lên chiếc xe kia, không chạy đi đến trạm cuối của nó, chúng ta sẽ giống như ruồi không đầu vậy. Trần Vĩ ừ một tiếng, có chút lo lắng nói, lão đệ, hai ngày nay người cất cây súng lục đi, nếu như cảnh sát điều tra đến chỗ chúng ta, ta sẽ che giấu cho người. Trước mặt chuyện này đối với tôi vô cùng phiền não, tôi đây hoàn toàn là rơi vào trong cái tròng rồi. Nhưng tôi khẳng định tôi sẽ không có việc gì, bởi vì điểm mấu chốt ở cái máy thu hình mini, sở dĩ người tinh kế là máy thu hình chính là muốn quay lại quá trình tôi giết người, sau đó dùng video uy hiếp tôi. Nếu muốn áp chế tôi, sau đó chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Nếu điều báo cảnh sát bắt tôi đi, người đó làm sao mà áp chế được tôi nữa.
Ngày thứ hai mới vừa tỉnh ngủ, Trần Vĩ liền hoảng hốt vỗ cửa ký túc xá của tôi. Lúc mở cửa, trong tay Trần Vĩ cầm một tờ báo hôm nay, có chút run rẩy mà nói: "Lão đệ, ngươi xem một chút đi." Tôi nhận lấy tờ báo, vừa nhìn, trên đầu đề báo viết một dòng chữ to lớn vô cùng bắt mắt: "Rạng sáng nay, phía đồng khu Mị Lực Thành xảy ra án mạng." Trong lòng tôi chấn động, nghĩ thầm: "Lên đầu đề báo rồi sao? Cảnh sát nhất định phải đại lực điều tra chuyện này. Lần này có thể tôi sẽ xong đời." Tôi nhìn nội dung chi tiết bên trong, nghi hoặc không hiểu. Trần Vĩ thấy sắc mặt của tôi tối xuống, nhỏ giọng nói: "Lao đệ, quay lạ là ở chỗ này, người cẩn thận nhìn xem. Báo chí một bên viết có ý tứ là người mang tội giết người là Lý Nhị Cầu, ngụ danh Cầu Đàn, ở trong bệnh viện có lưu lại hồ sơ bệnh tâm thần, tâm tình thường không ổn định. Nghi ngờ Lý Nhị Cầu sau khi giết chết anh rể thì tự mình tông xe tự tử." Nhìn thấy dòng chữ này, tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Nhị Cầu tự mình tông xe tự tử sao? Rõ ràng là tôi bắn chết Lý Nhị Cầu cơ mà, nhưng tại sao báo chí lại đăng thành chính hắn tông xe tự tử? Viên đạn không dừng lại ở trong đầu hắn sao? Không phải pháp y cũng không nhìn thấy vết thương đó chứ? Trần Vĩ nói: "Sáng sớm hôm nay ta cố ý tìm người quen hỏi thăm. Cảnh sát nói 5 giờ sáng hôm nay nhận được báo án, chạy tới hiện trường và nhìn thấy anh rể Lý Nhị Cầu nằm trên đất, đầu lâu bị sẻng chém đứt, mà Lý Nhị Cầu thì lại nằm ở dưới đường, đầu bị nghiền nát. Cảnh sát hiện nay giờ đang căn cứ vào vết tích xăm lốp trên xe để tìm kiếm người đâm vào hắn." Căn cứ theo cách nói này, anh rể Lý Nhị Cầu kia nguyên nhân chết là giống như chúng tôi thấy, nhưng nguyên nhân Lý Nhị Cầu chết thì không phải như vậy. Lý Nhị Cầu rõ ràng là bị bắn chết, hắn chết ở trên trạm xe. Nhưng lúc cảnh sát chạy đến, hắn lại chết ở giữa lối đi bộ, đầu còn bị nghiền nát. Chỉ có thể nói có một trường hợp, sau khi chúng tôi đi về, có một nhóm người khác chạy tới hiện trường, cố ý tạo dựng hiện trường giả, dùng cái này giúp tôi thoát khỏi hiểm nghi. Như vậy cảnh sát sẽ không điều tra nhiều chuyện nữa, đem nguyên nhân vụ án đổ lên đầu một chiếc ô tô khác. Nói cái khác, ở trong chuyện này có người giúp tôi, cũng có người hại tôi. Người hại tôi lắp đặt máy thu hình mini, quay lại tất cả những chuyện này. Người giúp tôi thay đổi nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lý Nhị Cầu, để cho tôi có thể thoát tội. Về phần bản thân Lý Nhị Cầu đến tột cùng có bệnh tâm thần là giả hay là thật, cái này tôi không muốn đi tìm hiểu, không có ý nghĩa. Chờ đi, chờ tìm được người hãm hại, hoặc là chờ hắn uy hiếp tôi làm chuyện gì đó. Còn chuyện hiện nay chúng ta cần làm chính là đêm nay lại đi một chuyến, lần này đổi trạm xe buýt. Tôi nắm chặt tờ báo, nhỏ giọng nói với Trần Vĩ. Trần Vĩ ở một tiếng không nói gì nữa. Ban đêm lần này chúng tôi giữ kín ý định, trước đó không nói cho bất cứ người nào trạm mà mình sẽ đến, mà là lôi kéo Trần Vĩ đi hết trạm này đến trạm khác. Sau khi đi qua hơn 20 trạm, tôi một lần nữa mang theo hắn quay trở về 3 trạm đầu tiên, cuối cùng ngừng ở đường hóa chất. Nguyên nhân tôi dừng ở đường hóa chất này là vì nơi này hẻo lánh, bốn phía đều là đường lớn, người ở thưa thớt. Ta không tin đứng ở chỗ này có thể có người sống lại gần. Trần Vĩ nhìn bốn phía nói: "Chỗ này quả thực rất hoang vu. Mấy ngày ngươi không ở đây, lúc ta giúp ngươi lái xe đều không dừng ở đây quá lâu, đều là trực tiếp lái qua." Tôi cười cợt nói: "Nơi này quả thực không có nhiều người." Lúc đang nói chuyện, bỗng nhiên từ bóng tối phía sau chúng tôi truyền đến tiếng trẻ con gào khóc. Tôi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Ở phía bắc đường hóa chất có một mảnh vườn, một người phụ nữ ôm trẻ con trong ngực đi ra. Mẹ nó, tôi mắng một câu, tại sao đến chỗ nào cũng đều có người như vậy. Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi: "Lão đệ à, người phụ nữ này là người hay là quỷ đây?" Tôi nhỏ giọng nói: "Hai phần là người, tám phần là quỷ kìa." Người phụ nữ kia một bên hông bế đứa trẻ con, vừa đi đến nhà trạm, dưới chân nhìn ra xa, một lúc sau lẩm bẩm một câu,
sao còn chưa tới chứ? Đứa trẻ trong lòng nàng càng khóc to hơn, tiếng khóc vô cùng chói tai. Trần Vĩ và tôi đều không kiên nhẫn được nữa, lúc này liền hướng về phía người phụ nữ kia liếc mắt nhìn, không tự chủ được đồng thời tránh sang một bên một khoảng cách. Nhưng đứa trẻ còn đang khóc, người phụ nữ cũng không để ý gì, trực tiếp xốc quần áo lên ở bên đường cho bú sữa. Tôi cùng Trần Vĩ lại lúng túng không thôi. Giờ khắc này mỗi người một điếu thuốc, hướng về phía đông chỉ trò trò, cũng không tiện quay đầu lại. Nhưng tiếng đứa trẻ con khóc trước sau đều không ngừng được. Nhìn có vẻ đứa trẻ cũng không đói bụng, cũng không muốn bú sữa. Người phụ nữ kia sau khi nhét vào mấy lần mà thấy đứa trẻ con thực sự không muốn ăn, cũng buông quần áo, tức giận nói: "Tiểu Hải Nhi thối, người có ăn hay không?" Đứa trẻ còn nhỏ chắc chắn không thể trả lời, mà kể người phụ nữ hét như thế nào, đứa trẻ kia vẫn không ngừng khóc. Người phụ nữ lại nghĩ gì đó, hát một bài hát kể chuyện xưa làm ngáo ộp để không thể chọc cười đứa nhỏ, trái lại càng khiến đứa nhỏ khóc càng lúc càng lớn. Trần Vĩ nhỏ giọng nói lầm bầm: "Tiểu gia hỏa này vẫn còn sức, tiếng khóc sau còn to hơn tiếng khóc trước kìa." Tôi cười cợt không lên tiếng. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11:58, còn 2 phút nữa chiếc xe buýt số 14 kia hẳn là sắp đến. Ai ngờ vào lúc này người phụ nữ nổi giận, bỗng nhiên lớn tiếng quát đứa trẻ con: "Người đừng khóc nữa, còn khóc nữa ta ném chết người." Hãy theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Thành để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn.